Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức Hd News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Năm chỉ huy tiểu đoàn Ajax tái xuất chiến trận Dứt hưng hực khi thể, phản công, rực lửa Kính thưa quý vị Cuộc trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ của năm chỉ huy tiểu đoàn Ajax Được cho là sẽ giúp nâng cao tinh thần của binh sĩ Đồng thời củng cố uy tín cho Tổng thống Dứt Tổng thống Dứt Vladimir Zelensky Hôm ngày 8 tháng 7 Đăng trên Twitter Video ông đứng chờ trên đường băng tại sân bay Istanbul khi một đoàn xe tiến đến. Khi năm hành khách bước xuống xe, lãnh đạo dước rạng chào đón từng người bằng một cái bắt tay thật chặt và kế âm thân thiện. Có thể cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt của ông. Tổng thống Zelensky cho biết trong dòng tweet đăng kèm video rằng chúng tôi đang từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nhà và đưa các anh hùng của chúng tôi hồi hương. Jeff Horn, chuyên gia nghiên cứu xung đột từ Viện New Lines, trụ sở tại Washington, nhận xét. Về mặt quân sự, động thái này không quan trọng. Nhưng về mặt ngoại giao và chính trị, đó là một chiến thắng to lớn với Ukraine. Những người này được coi là biểu tượng kháng cự trước quân đội Nga. Và giờ họ đang trở về nhà. Denis Prokofenko, Sviatoslav Palama, Sergei Volinsky, Oleg Komenko và Denis Sleha, từng là chỉ huy tiểu đoàn Azov, đã cầm cự tại nhà máy thép Azov Store của Mariupol trong hơn hai tháng trước khi họ được lệnh hạ súng để bảo vệ tính mạng hồi tháng 5 năm 2022. Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian tháng 9 năm ngoái, các chỉ huy này không được phép về nước cho đến khi chiến sự kết thúc. Việc Ankara trao trả họ đã khiến Moscow nổi giận. Phát công viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không ai thông báo cho chúng tôi theo điều khoản của thỏa thuận những người này phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột chấm dứt. Trong khi đó, Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Thượng viện Nga, cho rằng đây là cú đâm sau lưng và là bước đi không thân thiện của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chuyên gia Horn, nỗ lực đàm phán để đưa năm chỉ huy Azov về nhà mang đến cơ hội thúc đẩy uy tín hoàn hảo cho Tổng thống Zelensky, đồng thời là dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang muốn thoát dần khỏi ảnh hưởng của Nga. Từ đây, các thỏa thuận giữa Moskva và Ankara có thể trở nên khó khăn hơn. Trao trả nam chỉ huy Azov cho Ukraine là cách Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện tinh thần đoàn kết với Ukraine, Hon nhận định. Không chỉ lời nói mà có cả hành động, đây là điều có ý nghĩa lớn lao bởi Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có phần thân thiện với Nga và họ đang chuyển hướng Thổ Nhĩ Kỳ còn có hành động quyết đoán hơn vào hôm ngày 10 tháng 7, khi quyết định ủng hộ đơn gia nhập NATO của Thụy Điển sau hơn một năm phản đối. Hội nghị thượng đỉnh cũng chứng kiến một cuộc gặp riêng diễn ra giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và lãnh đạo Hội đồng châu Âu Charles Michael trong bối cảnh cả Thụy Điển và NATO đều cam kết hỗ trợ nỗ lực thúc đẩy quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ankara. Ngày hôm sau, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch chuyển giao tiêm kích F-16 bị đình trệ từ lâu cho Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù thương vụ này vẫn cần quốc hội phê duyệt. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định liên kết chặt chẽ hơn với phương Tây vì lợi ích của mình, điều này có thể gây thêm thách thức với Nga. Hồn cho rằng một Thổ Nhĩ Kỳ nghiêng về phương Tây sẽ khiến Nga khó đối phó lệnh trừng phạt hơn. Ông nói điều đó có thể trở nên rất đau đớn về mặt kinh tế đối với Nga vì Thổ Nhĩ Kỳ được cho là vẫn nhắm mắt làm ngơ trước các biện pháp mà Moscow áp dụng để lách lệnh trừng phạt. Brihol, <laughs> Nisnikau, nhà nghiên cứu cấp cao, chuyên gia về Ukraine tại Viện Các Vấn đề Quốc tế Phần Lan, nhận định việc các chỉ huy Azov trở về nước sẽ phần nào nâng cao sĩ khí cho các binh sĩ Ukraine. Trong bối cảnh, họ đang phát động chiến dịch phản công quy mô lớn. Ít nhất, một chỉ huy Azov đã ngụ ý muốn quay trở lại chiến trường sau khi về Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Tổng thống Zelensky vẫn cần thận trọng bởi xu hướng cực hữu của tiểu đoàn Azov. Nga cho rằng các thành viên tiểu đoàn này là những phần tử từng phát xích, trong khi Ukraine đánh giá họ là những người theo chủ nghĩa dân tộc. cao cũng lưu ý rằng không phải tất cả các chỉ huy Azov đều ủng hộ Zelensky. Theo Hòn, việc hồi hương năm chỉ huy Azov có thể làm phát sinh các vấn đề chính trị cho ông Zelensky về lâu dài. Nhưng trước mắt, ông không thể bỏ qua một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ giúp mang lại lợi thế cho Ukraine. Những chỉ huy Azov là những chiến binh đích thực của Ukraine theo tờ Ukrainian Today. Năm người này sẽ ngay lập tức trở lại chiến trường mà không cần phải nghỉ ngơi. Đây là một lợi thế lớn cho Ukraine trong kế hoạch phản công đang diễn ra. Việc các chỉ huy Azov trở lại chiến tuyến sẽ giúp nâng cao tinh thần của binh lính cũng như kinh nghiệm mà họ có trong cuộc bảo vệ quê hương của chính mình. Xin chuyển qua một phần tin tức bình luận khác. Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga. Quý vị thân mến, trước những tổn thức của lực lượng thiết giáp khi công phá phòng tuyến vững chắc của Nga, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường sử dụng UAV phối hợp với pháo bình để nhằm vô hiệu hóa các hỏa điểm của đối phương. UAV chỉ thị mục tiêu cho pháo binh Ukraine. Chỉ cách các chiến hào kiên cố của Nga khoảng 800 m Một nhóm trinh sát của Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để tìm kiếm các vị trí của quân Nga. Truyền video trực tiếp về các vị trí đó cho các khẩu đội pháo của Ukraine ở phía sau những khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp gầm lên từ phía xa sau lưng họ sau đó những hậu quả pháo thi nhau rít trên không thông qua màn hình điều khiển UAV lực lượng trinh sát của Ukraine theo dõi đạn pháo rót xuống các vị trí quân nga một lát sau sóng xung kích từ các vụ nổ lan tới chỗ họ trong lúc khói cuộn lên pháo binh Ukraine tiếp tục bắn lần này vào sườn quân nga nhằm phối hợp tái chiếm từng chút một lãnh thổ do nga kiểm soát Đơn vị trinh sát này gồm chủ yếu các quân nhân trẻ tuổi thuộc Trung đoàn 78. Nhiệm vụ của đơn vị là điều khiển UAV từ lúc bình minh bay qua khu vực này của mặt trận phía Nam. Cuộc phản công của du Ukraine đã diễn ra chậm chạp và biến thành một cuộc đấu pháo có sự trợ giúp của UAV. Một quân nhân du Ukraine sử dụng hô hiệu trong liên lạc là Labrador. Theo quy định của quân đội du Ukraine, người này chỉ được nhận diện bằng hô hiệu, cho biết Khi tới nơi này, tôi thực sự bối rối Trước đó, tất cả bọn tôi đều nghĩ rằng việc này thực sự đơn giản, đặc biệt là ở đây. Tân binh Labrador trước đó hy vọng rằng tại khu vực này, quân dân quen có thể xuyên qua được lãnh thổ do Nga chiếm đóng và các đứt tuyến đường bộ tiếp tế cho Crimea bằng việc sử dụng các xe tăng Leopard của Đức, xe chiến đấu Bradley của Mỹ và các loại vũ khí tối tân khác do các nước phương Tây cung cấp. Một số ngày trước đó, nhóm trinh sát chỉ điểm này chất đồ nghề lên xe bán tải được ngụy trang kỹ càng vào tầm 3 giờ sáng rồi phóng nhanh qua thị trấn Odikov và những khu dân cư đã bị tàn phá nặng nề. Vị trí tiền tuyến của nhóm trinh sát chỉ cách một khẩu đội pháo cối dược quanh vài bước chân. Khẩu đội này đã xả kích cả đêm vào phòng tuyến Nga. Chỗ ẩn nấp của nhóm trinh sát nhìn ra cánh đồng ngập tràn các bông hoa dại màu tím và màu vàng. Phía bên kia cánh đồng là một gờ thấp do lực lượng Nga kiểm soát nhóm trinh sát Ukraine bảo đảm trong xe của họ có đủ lương thực cần thiết, vì nếu phải vận chuyển lương thực thêm lần nữa sẽ rất nguy hiểm khi đang ở trong tầm bắn của pháo binh Nga. Một quân nhân Ukraine sử dụng hô hiệu viết mắt chia sẻ với phóng viên Washington Post, chúng tôi sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Đội trinh sát này của Ukraine dùng hai loại UAV, trinh sát và cảm tưởng. Hôm trước, họ đã mất một UAV khi cố gắng phá hủy một vũ khí chống tăng của đối phương. Có lẽ chiếc UAV này đã bay lạc khỏi hành trình do nỗ lực phá sóng của đối phương hoặc do bay gần giới hạn tầm bay. Trong bối cảnh quân Nga nắm giữ điểm cao, buộc UAV của Zircon phải bay cao từ 198m trở lên. Khi đã ở không trung, UAV của nhóm này sẽ tập hợp video trực tiếp của nó với video của các nhóm khác để các trắc thủ dưới có thể xem theo thời gian thực trên màn hình máy tính bảng. Sau đó các trắc thủ UAV và các chỉ huy pháo binh sẽ trao đổi với nhau qua ứng dụng Google Meet nhằm xác định địa điểm và thời điểm để tấn công. Nhiệm vụ nặng nề đối với lính dưới rèn, quân nhân. Labrador, cho biết Trong nhiều tháng trời, các lực lượng Nga đã đào và xây dựng các bon kè bê tông, xây cả các mạng lưới đường hầm y như thành phố dưới lòng đất để đề bẹp các cuộc tấn công của Ukraine. Trong khi đó, máy bay cường kích và trực thăng tấn công của Nga cũng thường xuyên tiến hành các phi vụ xuất kích từ các sân bay chỉ cách bán đảo Crimea vài phút bay còn các cánh đồng nông nghiệp rộng lớn của Ukraine đã trở thành nơi mọc hoa dại thay vì vũ mùa, đồng thời được gieo đầy các quả mình sát thương và chống xe thiết giáp. Labrador ghi nhận đây là một hệ thống phòng ngự rộng lớn. Do vậy, Labrador đã ngừng dự đoán khi nào quân đội Ukraine có thể tới được Melitopol hoặc Mariupol hoặc ngay cả thành phố Tokmak đang ở phía trước. Một mục tiêu chính trong chiến dịch phản công của Ukraine ở phía nam bờ biển Đen và biển Azov. Labrador nói tiếp, tôi chỉ tập trung hết sức vào công việc của mình. Trong lúc đó, một khẩu súng phóng lựu tự động cạnh đó nhả một loạt đạn nhanh về phía đối phương. Vào dịp cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine tròn 500 ngày Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo Ukraine khác sử dụng các đoạn video và thông báo đăng tải trên mạng xã hội Telegram để tạo ra ấn tượng rằng cuộc phản công đang tiến bước dù chậm chạp. Tại mặt trận phía đông nam, cách Zaporizhia khoảng 74 km, các lực lượng Ukraine đang nỗ lực nới rộng một khu vực đã được mở giữa Mariupol và Melitopol kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu vào đầu tháng 6. Trước đó, một mũi thọc sâu của đoàn xe thiết giáp Ukraine gần Orikhov đã hứng chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả các cổ xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Hanna Molia, thứ trưởng quốc phòng Ukraine, viết trên Telegram: "Các lực lượng Ukraine tiếp tục tiến ở khu vực Nam Bakhmut nhằm tái chiếm lãnh thổ này. Còn ở mặt trận phía Nam, chiến sự đã chuyển thành một cuộc đấu pháo, trong lúc các đơn vị khác tiến hành gỡ mìn và thăm dò để tìm kiếm đột phá." Trong đăng tải trên mạng Telegram, blogger quân sự Riba thân Nga cũng đưa ra đánh giá tương tự về cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, ông gọi khu vực Zaporizhia mới là nơi nóng nhất với chiến sự ác liệt ở Đông Bắc, Robotine. Konrad musiga, nhà phân tích quân sự thuộc hãng tư vấn Dutran Consulting ở Ba Lan, cho rằng không có gì ngạc nhiên khi Moscow đầu tư mạnh vào việc bảo vệ các lối dẫn do Nga kiểm soát tới cầu đất kết nối đại lục Nga với bán đảo Crimea. Trong một cuộc phỏng vấn, Muzika nói rằng cả người Ukraine và Nga đều hiểu rõ yếu tố quan trọng nằm ở hành lang trên bộ nối liền Nga với bán đảo Crimea. Một số nhà phân tích cho rằng cuộc tấn công của Ukraine bằng xe tăng Leopard vào tháng trước chỉ là hành động thăm dò. Thế nhưng Muzika lại tin rằng nhiều khả năng đó là một nỗ lực lớn của Ukraine nhằm tạo bước đột phá nhưng đã bị thất bại. Và hiện nay, hai bên quay trở lại với cuộc chiến tiêu hào gần như ở mọi nơi trừ Bakhmut. Muzika thừa nhận ngoại trừ một số thắng lợi nhỏ của Ukraine vào đầu chiến dịch phản công. Phía Nga đã tiến hành phòng ngự rất tốt. Ông này dự báo Ukraine sẽ điều quân hướng về sườn phía nam của Bakhmut để tạo đà ở đó, trong khi duy trì lực lượng vừa đủ ở các mặt trận phía nam để cầm chân người Nga, bao gồm cả dọc theo trục Zaporizhia. Sau nhiều ngày kịch chiến và bị Nga không kích, cũng như tấn công bằng tên lửa dẫn đường, lính Ukraine đã tiến qua được đống đổ nát của Orykiv. Họ cũng đã vượt qua Velika Novosilska, Vulenda và một thị trấn mà không còn dấu hiệu của 3.000 người đã từng sinh sống tại đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến, thảo luận, đóng góp cho chương trình – Xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.